rớt ra các bạn. Trời ơi, chạy ông ơi. Đi bên kia, đi bên kia anh Trúc, anh Trúc, anh Trúc đi bên kia lắm kìa. Đi đâu bên kia, đi bên kia vòng quá. Quá dữ luôn các bạn nè. Còn sống các bạn. Nè. Cái ngọn cây bắn té nha các bạn. Rớt xuống. Rớt xuống. Rớt xuống. 1 7 cái ốc. Hay quá Phượng ơi. Một con phướng đầu tiên nha các bạn. Cái này chiều mình mới tập tành mình đi thôi. Mình đi cái bóng dạc chơi mà vô cái vườn tràm mà nó không có thấy con gì vậy. Bóng già trời bự ra ngay đầu rồi. Nét vô, nét vô cả nhà ơi. Té xuống, té xuống, lỡ cái phướng này các bạn. Rớt các bạn ơi. Quá. Một phi. Yeah. Rớt đây các bạn. Rớt rồi. Má phụng là bắn cái đầu chứ. Lụm thật ơi các bạn ơi. Nằm viền mới chết. What? Trời ơi, bắn từ lên hết trơn luôn. Hay quá Phương ơi. Này Phương bắn 5 con này ăn 5 viên mà nó mới té luôn. Ghê thiệt. Rồi let's go các bạn ơi. Má ăn còn mất luôn rồi. Rớt Khải ơi. Rớt Khải ơi. Rớt rồi. Dính trên kìa. Bự lắm. Rớt rồi đó. Rớt như tàu dừa đó. Rớt như tàu dừa. Hay quá Phương ơi. Gãy giò hay ơi. Đúng rồi đó.